Sưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lạp Ngũ Phúc Phác Cành Đào chất liệu gỗ cẩm lai. Đây có thể coi là một siêu phẩm rất đẹp các bác nhé. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm này. Tác phẩm có mã là TPDL074, K73, ngang 38 và sầu 21. Một tác phẩm liền khối và đặc gỗ, đục ra rồi nặng 20,6 kg. Các bác có thể nhìn thấy ở tác phẩm này, gỗ cẩm lai, vân kinh điển các bác nha. Phần ở bụng có cả sụn của gỗ cẩm rất là đẹp. Tượng gỗ Dì Lạp Ngũ Phúc là một trong những mẫu tượng được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và trưng bày ở trong nhà của mình với mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp và may mắn sẽ đến với tất cả các thành viên ở trong gia đình. Phật Dì Lạp từ lâu đã được xem là một biểu tượng phong thủy số 1 về tài lộc và may mắn. Người dân thường trưng bày tượng Dì Lạp với mong muốn sẽ mang lại được tài lộc, công việc thuận lợi và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khi chế tác ra những bức tượng Dì Lạp, người ta thường kèm theo những biểu tượng phong thủy khác, thể hiện đầy đủ mong ước của con người, ví dụ như là cành đào, thỏi vàng, đồng xu tiền, hồ lô. Bức tượng Dì Lạp Ngũ Phúc có ý nghĩa rất to lớn đối với mọi người. Ở đó thì chúng ta có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn, vô lo vô nghĩ. Ý nghĩa của tượng Dì Lạp Ngũ Phúc còn được biểu tượng cho cuộc sống sung túc, no đủ, niềm hoan hỷ, hạnh phúc, đó chính là ước muốn của mọi gia đình. Dì Lạp Ngũ Phúc tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang và ninh là năm đức phúc mà con người muốn được trong tương lai. Một tác phẩm rất là đẹp mà các bác không thể bỏ lỡ. Nếu như các bác quan tâm đến tác phẩm tượng Phật Dì Lạp 074 K73 ngang 38 sầu 21, các bác có thể liên hệ với số Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Sưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.